và CDK nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm một game solo và mình đang bay thẳng xuống cảng Logo nha anh em. Bay thẳng xuống cảng Logo nha anh em. Ok. Không một bóng dù. Ế rồi anh em ơi, cảng Logo không có người rồi. Mình nhìn cảng Logo thì mình thường nhảy xuống cái góc này. Không có người rồi anh em ạ. Mình đang gọi một cái gì đây? Bát cháo đi. Để cháo miệng đi luôn anh em. Mình đang gọi bộ cứu trợ khẩn cấp để bay về đất liền anh em ạ. Đi thôi nào. Bay về đâu đây? Odiki nha. Chắc là mình sẽ bay ra chung cư rồi. Ta là Superman đây. Mình có đất dồn này. Hôm nay về trên đường bay. Có khi nào đang bay như này mà đất dồn bên dưới mình. Thế đúng bởi lúc mình nhảy chết đi. Không mình mới chết không nhỉ. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Hẹn gặp lại anh em vào những clip sau.